Với sự phát triển của thời đại công nghệ số, việc số hóa toàn cầu đang ngày càng được đẩy mạnh. Không chỉ giúp con người tận hưởng cuộc sống tốt hơn, sự phát triển này còn giúp mỗi chúng ta có thể tiếp nhận tri thức một cách dễ dàng. Không quá lạ lẫm khi nghe các từ khóa như học trực tuyến, học online. Thế nhưng, đứng trước vô vàn kênh truyền tải kiến thức online này, làm sao để người học tiếp cận được những thông tin chính thống, kiến thức chất lượng, dịch vụ tận tâm đang là câu hỏi đặt ra. Toliha e-learning, cộng đồng giáo dục trực tuyến hàng đầu Việt Nam ra đời với sự hợp sức của nhiều nhà giáo dục chân chính, là nơi để phụ huynh an tâm gửi gắm con em từ lớp 1 đến lớp 12, học tập lĩnh hội kiến thức hiệu quả. Những giờ học online tại Toliha e-learning không chỉ giúp học sinh tiếp cận được với kiến thức rộng lớn thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, mà còn là môi trường thuận lợi giúp giáo viên, học sinh giao lưu, trao đổi, chia sẻ kiến thức hữu hiệu. 25 năm về trước, xuất phát từ những sinh viên bắt đầu đi làm gia sư, rồi bắt đầu hướng dẫn cho các em trong thành phố Hà Nội học tập và định hình lên cách giảng bài. Trong quá trình làm giảng offline và tập hợp được rất nhiều các học sinh trong toàn bộ thành phố Hà Nội để học, thì mình thấy được một cái điểm, đó là học sinh sẽ có những cái hạn chế về vấn đề đi lại và mất rất nhiều thời gian trong vấn đề phải đến lớp họp để có thể học bài và triển khai bài. Ngoài ra nó còn chi phí cho phụ huynh rất là đắt đỏ, và nó nhiều lúc nó không còn phù hợp với cái công nghệ 4.0 như hiện nay. Bắt đầu từ năm 2016, mình cùng với các đồng nghiệp xây dựng nên Toliha e-learning với mục tiêu xây dựng toàn bộ hệ thống bài giảng mang tính chất nền tảng, cung cấp cho người học một cái tư duy đơn giản nhất nhưng hiệu quả. Chính từ đó, mình đưa ra những cái format bài giảng hợp lý cho các con có thể học tốt được. Xây dựng Toliha e-learning trở thành một cộng đồng giáo dục trực tuyến hàng đầu Việt Nam về độ tin cậy, tạo môi trường thuận lợi để giáo viên, học sinh kết nối, chia sẻ, lan tỏa tri thức, chất lượng rộng khắp nhất trên dải đất hình chữ S, nhằm đưa nền giáo dục nước nhà vươn tầm châu lục. Toliha e-learning là cộng đồng giáo dục trực tuyến, hội tụ những nhà giáo dục tâm huyết, yêu nghề, cung cấp những sản phẩm giáo dục chất lượng cao, đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước. Giáo dục có tầm ảnh hưởng lớn đến cộng đồng và xã hội. Thấu hiểu được điều đó, bằng tình cảm, ý chí sẵn có với sự nghiệp giáo dục nước nhà, Toliha e-learning nhận trách nhiệm bồi đắp, hỗ trợ những tài năng trẻ, giúp các em phát triển toàn diện để hoàn thiện trí tuệ, nhân cách sống. Để một cộng đồng phát triển bền vững thì tinh thần chia sẻ, đoàn kết đóng vai trò quan trọng. Do vậy, Toliha e-learning quyết tâm kết nối người dạy và người học gần nhau hơn, biến nơi đây trở thành môi trường chung để mọi người học tập, chia sẻ, lan tỏa, bồi đắp kiến thức. Tất cả những cái bài giảng online phục vụ trên trang toliha.vn mà Toliha chuẩn bị phát sóng sẽ cung cấp toàn bộ hệ thống sản phẩm dọc toàn bộ chương trình của Bộ Giáo dục để học sinh cả nước có thể cập nhật được, học tập được. Mình viết khá nhiều đầu sách, từ năm hồi sinh viên mình đã tham gia viết rồi, thì số đầu sách của mình có tầm trên 30 cuốn rồi. Thì thật ra là mình quá trình viết sách ấy, thì mình thường viết không mấy khi viết một mình, mà mình thường có các đồng tác giả. Qua quá trình đó thì mình cũng học hỏi được rất nhiều cái ý kiến, và từ đó mình đã rút ra được nhiều phương pháp để làm sao cho truyền đạt kiến thức cho học sinh tốt nhất. Kiến thức tức là mênh mông, nhưng mà quan trọng là mình phải tìm được cái phương pháp nào ra hợp lý nhất, cái bài tập của mình làm sao cho phù hợp nhất với đại đa số học sinh, kể cả mức độ học sinh mất gốc đến học sinh giỏi. Tại kỳ thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông dành cho học sinh cả nước nói chung và học sinh Hà Nội nói riêng, các thầy cô giáo của Toliha e-learning đã hợp sức tập trung giải đề cho các em ngay sau kỳ thi. Tiêu chí hàng đầu được các thầy cô giáo đưa ra là phương pháp giảng đề ngắn gọn, xúc tích, làm sao dễ hiểu và bám sát kiến thức các em được học trong chương trình sách giáo khoa. Chúng tôi đã thấy rằng đề thi lần một này của Sở Hà Nội rất nhiều câu hỏi bản chất, không nhiều câu mang tính chất mẹo mực, và đề thi rất là vừa sức, không có nhiều câu quá đánh đố. Nhưng mà để được đạt được điểm tốt thì các em học sinh cần phải có một cái quá trình, quá trình ôn tập và một cái kế hoạch ôn tập thật chi tiết để sao cho có một cái kết quả tốt nhất. Thì bây giờ bên Toliha cũng có những cái buổi và chia sẻ kiến thức, và buổi chia sẻ bài giảng hàng tuần. Các thầy cô ở các bộ môn đều có hướng dẫn chi tiết cho các em cách định hướng một số chuyên đề
mà thường gặp trong đề thi, và các thầy cô cũng sẽ giải chi tiết những cái đề mà các sở trên cả nước, các đề các trường chuyên mà đề hay, chúng tôi đều có giải chi tiết và phân tích bình luận để cho các em định hướng để làm sao cho đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi sắp tới. Với cái đề thi văn của Sở Giáo dục Hà Nội tổ chức thì tôi đánh giá đây là một đề văn vừa sức với học sinh thành phố Hà Nội. Bởi lẽ là các câu hỏi ở phần đọc hiểu cũng như là phần làm văn với cái mức độ đó là nhận biết, thông hiểu cũng như là vận dụng thấp, vận dụng cao thì nó cũng đánh giá được cái thang năng lực của từng học sinh, đo được năng lực của học sinh. Đấy thì tôi đánh giá là học sinh có thể làm cái mức phổ điểm có thể đạt được khoảng tầm 7 đến 8 điểm là các em có thể với cái học lực khá là các em có thể đạt được cái mức đó. Sau khi mà Sở Giáo dục Hà Nội ra đề thi thì tôi đọc được đề thi và tôi cũng đã gợi ý đáp án không chỉ là kiến thức cho học sinh làm mà tôi cũng đã đưa cho các con có những cái phương pháp làm bài đạt kết quả tốt nhất để cho các bạn học sinh có thể là chiếm lĩnh kiến thức cũng như là có cái phương pháp hiệu quả học văn bằng sơ đồ tư duy, hệ thống hóa lại toàn bộ kiến thức cũng như học văn bằng công thức toán. Thì đây là một cái phương pháp mà do tôi cũng như là cái ban chuyên môn, tổ chuyên môn của công ty cổ phần truyền thông và giáo dục Toliha đã đưa ra đấy để làm sao mà giúp cho học sinh phục vụ cộng đồng, không chỉ học sinh trên địa bàn Hà Nội mà là học sinh trên cả nước có thể tiếp cận đến cái phương pháp học văn hiệu quả này. Cuộc cách mạng 4.0 tác động trên nhiều lĩnh vực đời sống với những máy móc thiết bị công nghệ hiện đại nhằm mang lại những giá trị năng suất chất lượng hiệu quả tối ưu. Toliha đi đầu trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để phát triển, tạo ra những sản phẩm giáo dục online bắt kịp xu thế thời đại. Tính đến thời điểm này, khi chỉ còn khoảng gần 2 tháng nữa, kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia sẽ diễn ra. Cộng đồng giáo dục trực tuyến Toliha đã sẵn sàng hỗ trợ cho các em học sinh ôn tập bằng chuỗi các bài giảng trực tuyến được biên soạn bài bản từ các giáo viên giàu kinh nghiệm, có hội đồng chuyên môn giáo dục kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh thường xuyên sao cho phù hợp nhất với giáo dục hiện thời. Tài liệu ôn tập được biên soạn, sưu tầm, chỉnh sửa nhằm đảm bảo chất lượng đi kèm với các bài giảng video. Ngoài ra, các thầy cô giáo của Toliha còn cung cấp các bài giảng về kỹ năng sống thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau trong đời sống để hoàn thiện kỹ năng cho học sinh. Trong những năm tới, Toliha sẽ tổ chức các kỳ thi phục vụ cộng đồng học sinh trung học phổ thông toàn quốc theo lịch cố định. Học sinh không chỉ được tham dự mà còn được vinh danh cho học bổng giá trị nếu đạt thành tích tốt. Với sự định hướng của Toliha, đó là phát triển một sản phẩm giáo dục mà tiết kiệm nhất nhưng mang tính nhân văn, phục vụ cộng đồng, thì đương nhiên hầu hết tất cả các thầy các cô đã nói đến giáo viên, đến thầy giáo, cô giáo thì ai cũng lấy cái tâm của nghề đứng hàng đầu để cung cấp cho học sinh những lượng kiến thức tốt nhất. Do đó Toliha là điểm đến, là điểm đồng quy của tất cả những con người mà yêu nghề, giỏi về chuyên môn, tập trung lại Toliha và chúng tôi cùng làm việc, cùng xây dựng một chương trình làm việc, một chương trình giảng dạy của cả một môn học, cung cấp ra thị trường để học sinh trong toàn quốc có thể nắm bắt một cách tốt nhất. Với đội ngũ giáo viên tận tụy được tuyển chọn từ các trường điểm của Hà Nội, cùng với đó là một đội ngũ nhân viên sẵn sàng học hỏi, tiếp thu tri thức, đón đầu xu thế mới nhất của công nghệ và thị trường, Toliha luôn giữ trong mình một tâm niệm, đó là tạo ra sản phẩm giáo dục chất lượng cao, lan tỏa cống hiến cho sự phát triển chung của cộng đồng. Chính vì thế, mang tới những bài giảng dễ hiểu, bám sát kiến thức phổ thông, giúp học sinh ở mọi trình độ có thể lĩnh hội kiến thức ôn tập bài bản luôn là mục tiêu của các thầy cô giáo tại cộng đồng giáo dục trực tuyến Toliha.